Hi các bạn, so thể lực tuần này mình sẽ có 4 set. Mỗi một set vậy mình sẽ có 6 chạm. So để giải thích mỗi chạm mình phải đi qua. Chạm thứ nhất mình sẽ làm squat trong vòng 30 giây. Chạm thứ hai mình sẽ push up 30 giây. Chạm thứ ba mình sẽ 1-1-2 30 giây. Xong chạm thứ tư mình sẽ quay lại động tác squat 30 giây. Xong mình sẽ push up 30 giây chạm thứ năm. Xong chạm thứ sáu là chạm cuối cùng mình sẽ 1-1-2 luôn. Vậy là mình sẽ hết một set. Mình sẽ thực hiện 4 set như vậy. Rồi thể lực tuần này nó có hơi ngợp tí xíu nhưng mà không sao, bữa giờ đã quen bài tập của anh rồi. Rồi tuần này mình cứ tiếp tục mình rèn luyện thể lực của mình để đẩy thể lực của mình qua một mức khác. Nhờ đó nó sẽ đốt mỡ tốt hơn và tăng cơ tốt hơn cho các bạn. Và nó cũng tăng cường hệ miễn dịch của mình trong mùa dịch này nữa. Rồi dịch Covid bây giờ nó đã lên quá rồi. Rồi mình phải cố gắng ở nhà tập luyện cùng với anh nha, để tăng hệ miễn dịch của mình lên nào. Bắt đầu nào, hiệp thứ nhất. Let's go. Let's go các bạn, bắt đầu nào. Let's go, squat. Come on. Bài tập này phải gọi là bài tập tự phát, chứ ngày nào cũng tập tay á, tập đùi hết á. Boxing mà. Chết rồi. Boxing mà. Nó đấm không? Push up cho cái tay mình nó khỏe lên để đấm người ta đúng nè. Yes.
quá trình tập luyện mà các bạn không hiểu, các bạn có thể tham gia livestream trực tiếp đặt câu hỏi với anh vào thứ 6, 6 giờ chiều hàng tuần. Hoặc có thể đăng ký tham gia lớp trực tiếp với anh tại Trigger Boxing. Tại Trigger Boxing có đầy đủ tất cả các dụng cụ và một môi trường cực kỳ thân thiện, sạch sẽ cho các bạn tập luyện. Có chuyên gia thể lực và chuyên gia dinh dưỡng để có thể giúp các bạn đạt được mục tiêu tập luyện như giảm cân, tăng cơ. Các bạn muốn làm võ sĩ hoặc các bạn muốn học làm huấn luyện viên. Và hãy nhớ, boxing là dành cho tất cả mọi người, dù bạn có là con gái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Boxing là một bộ môn để rèn luyện cơ thể và rèn luyện cảm xúc cho mình. Và nó không bạo lực, thi đấu chỉ dành cho các bạn có đam mê thi đấu. Round 2. Tổ quá. Nhiệt quá, tổ quá. Nhiệt quá, không. Dừng hơi nha mọi người. Không. Rõ xếp bao. Đúng lên. Let's go. Trời, có bún quá, có tổ quá, tổ luôn. Không tổ thì mình ngưng. Không tổ thì mình ngưng. Cái gì đâu, đang thua với nó. Tổ theo đại sĩ là rớt luôn. Ah.
Trong quá trình tập luyện mà các bạn không hiểu, các bạn có thể tham gia livestream trực tiếp đặt câu hỏi với anh vào thứ 6, 6 giờ chiều hàng tuần. Hoặc có thể đăng ký tham gia lớp trực tiếp với anh tại Trigger Boxing. Tại Trigger Boxing có đầy đủ tất cả các dụng cụ và một môi trường cực kỳ thân thiện, sạch sẽ cho các bạn tập luyện. Có chuyên gia thể lực và chuyên gia dinh dưỡng để có thể giúp các bạn đạt được mục tiêu tập luyện như giảm cân, tăng cơ. Các bạn muốn làm võ sĩ hoặc các bạn muốn học làm huấn luyện viên. Và hãy nhớ, boxing là dành cho tất cả mọi người, dù bạn có là con gái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Boxing là một bộ môn để rèn luyện cơ thể và rèn luyện cảm xúc cho mình. Và nó không bạo lực, thi đấu chỉ dành cho các bạn có đam mê thi đấu. Một giống hai cây chân nhấm nguyên tổ cặp đôi nhiều. Mấy bạn tập ở nhà cũng phải cháy như vậy nha. Tổ
Trong quá trình tập luyện mà các bạn không hiểu, các bạn có thể tham gia livestream trực tiếp đặt câu hỏi với anh vào thứ 6, 6 giờ chiều hàng tuần. Hoặc có thể đăng ký tham gia lớp trực tiếp với anh tại Trigger Boxing. Tại Trigger Boxing có đầy đủ tất cả các dụng cụ và một môi trường cực kỳ thân thiện, sạch sẽ cho các bạn tập luyện. Có chuyên gia thể lực và chuyên gia dinh dưỡng để có thể giúp các bạn đạt được mục tiêu tập luyện như giảm cân, tăng cơ. Các bạn muốn làm võ sĩ hoặc các bạn muốn học làm huấn luyện viên. Và hãy nhớ, boxing là dành cho tất cả mọi người, dù bạn có là con gái, nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Boxing là một bộ môn để rèn luyện cơ thể và rèn luyện cảm xúc cho mình. Và nó không bạo lực, thi đấu chỉ dành cho các bạn có đam mê thi đấu. Ai bị chùi bự, mông bự. Oh đây. Nè. Đó. Nè. Đó. Oh đây. Oh đây. Ba bên chân. Mình là vô địch mà. Thi đấu cũng tới cùng chứ. Cuối cùng chứ. Thi đấu tới cùng. Tới phút cuối cùng. Yeah. Wow. Tiếp tục 10 giây. Cái bạn bà mày cứ đẩy đi. Cố lên. Cố lên. Không bỏ mà. Mỗi người quá. Ở đây.
liên tục khô lắm nha. Mình đánh bại con Covid rồi. Ok, các bạn nhớ gập bụng, căng cơ thả lỏng cho anh nha. Bye bye các bạn.